một kỹ thuật mà rất hay thường được thầy Châu tư vấn, đó chính là kỹ thuật trường thận. Thì cách trường thận, thì cách vị trí đặt đá trường thận như sau. Chúng ta nhớ là chúng ta trường thận bằng khăn đa năng, quấn hai cục đá vào phía hai bên, chừa lại ngăn giữa để cho nó đỡ bị cấn ở lưng. Thì vị trí của thận chúng ta tính như sau ạ. Chúng ta canh từ rốn, rồi sau đó vòng tay ra đằng sau lưng. Đó, và nó ở phía trên một bàn tay. Thì đây chính là vị trí mà chúng ta sẽ trường thận. Và chúng ta sẽ đặt cặp đá ngay cái vị trí của cái khu vực thận, rồi dùng cái đai mình quấn lại. Khi có đai quấn lại thì cũng tựa như là cặp đá trường gan. Chúng ta rất là yên tâm, rất là yên tâm là đá luôn luôn đúng vị trí, không bị xê xích, và chúng ta hoàn toàn thuận tiện trong sinh hoạt cũng như là trong các mọi hoạt động của mình. Ngoài việc mà chúng ta trường thận đơn lẻ, chúng ta có thể kết hợp giữa trường thận với trường gan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để thêm một cặp đá vào phía trước. Quý vị lưu ý ạ, đó, chúng ta vừa trường gan vừa trường thận đồng thời cùng một lúc. Đặc biệt với những ai mà mắc cái chứng men gan cao, chúng ta nhớ là thầy Dư Quang Châu luôn luôn tư vấn là chúng ta cần phải trường gan và trường thận đồng thời. Rồi đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ rồi. Đó, một cặp gan và một cặp ở thận. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.